Hello, xin chào các bạn nhé. Hôm nay bếp ngon 688 tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn. Chúng ta vào căn bếp quen thuộc của tôi đây. Thế thì hôm nay tôi sẽ cùng với các bạn chúng ta cùng đi chế biến một cái món rất là ngon. Món ăn dân tộc rất ngon. Đó chính là món vịt om chua. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp để chúng ta thực hiện làm cái món này nhé. Thì tôi sẽ xin giới thiệu với các bạn cái phần nguyên liệu hay gia vị chính để chúng ta đi làm cái món vịt om chua này của chúng ta. Vô cùng thơm ngon. Đấy thì giới thiệu với các bạn là tôi giới thiệu cái phần vịt trước. Đây, cái nguyên liệu chính của chúng ta là phải nói đến phần vịt. Đấy, vịt thì tôi đã mua vịt tươi. Sau đấy thì tôi đã chặt nó thành từng miếng đây. Chúng ta sẽ tiến hành đi ướp cái phần vịt này. Chúng ta sẽ đưa lên chúng ta om chua. Ok, thì các bạn thông thường thấy vịt hay ngan của chúng ta thì thông thường các bạn hay om với sấu đúng không ạ? Thì cũng là om chua. Nhưng hôm nay thì tôi xin giới thiệu với các bạn, tôi xin om với lại phần quả me. Đấy, quả me chua. Và một phần măng chua. Ở một cái video trước thì tôi đã cùng với các bạn chúng ta đi ngâm cái phần măng chua này, măng chua cay này. Đấy, cái măng chua cay này chúng ta có thể làm được rất nhiều các cái món ăn ngon trong cuộc sống. Ví dụ như tôi thường hay cho vào lẩu ếch măng chua, hay là tôi hay cho vào các món trộn miến hoặc là bún ngan trộn. Đấy, những cái món đấy rất là thơm ngon, phải có sự có mặt của cái phần măng chua này thì mới giúp cho món ăn của chúng ta ngon được. Vậy thì trong video này, trong cái bữa ăn này thì tôi cũng xin giới thiệu với các bạn là tôi cũng vẫn dùng cái phần nguyên liệu gia vị là cái phần măng chua cay này của chúng ta để chúng ta đi om phần vịt của chúng ta trở thành cái món vịt om chua rất là thơm ngon nhé. Tôi sử dụng hai loại là món là măng chua cay và quả me chua. Đấy, tôi không sử dụng sấu phần này. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn các gia vị cần thiết. Thì các bạn chuẩn bị cho tôi 2 thìa nước mắm. Rồi, chuẩn bị cho tôi 4 thìa xì dầu, 1 thìa dầu điều. Đấy, cái dầu điều này tôi đã chưng lên. Và chuẩn bị cho tôi 1 cái thìa sa tế. Đấy, đây các cái gia vị cần thiết các bạn chuẩn bị cho tôi tiếp này. Các bạn chuẩn bị cho tôi một quả ớt cay. Đấy, một cây sả. Cây sả các bạn nên cắt khúc thế này chứ không thái lát nhé. Thế còn cái phần củ sả bên dưới thì chúng ta sẽ đập dập nó để làm sao khi mà chúng ta ướp với gia vị hoặc khi nấu lên thì nó sẽ tiết ra tinh chất rất là thơm ngon, giúp cho món vịt của chúng ta ngon hơn. Các bạn chuẩn bị cho tôi một chút mùi tàu và hành lá. Đấy, một miếng gừng và nửa thìa hạt tiêu để chúng ta cho vào chúng ta om cho nó ngon nhé. Ok, vậy bây giờ các bạn sẽ cùng tôi chúng ta đi ướp cái phần vịt này của chúng ta để chúng ta sẽ đưa lên chúng ta xào qua. Sau đấy thì chúng ta sẽ cho vào chúng ta om. Rồi, các bạn cho luôn giúp tôi cái phần me này vào. Chúng ta sẽ cho hết vào đây. Phần măng chúng ta cũng cho vào đây luôn. Đây, các bạn cho luôn phần sả vào giúp tôi nhé. Có hai cái phần này. Phần gừng này chúng ta cũng cho vào. Tiêu. Đấy. Ớt và tỏi này chúng ta cũng cho vào. Có hai cái phần mà chúng ta sẽ để lại sau khi cái phần vịt của chúng ta chín, om chín được rồi, chúng ta đưa ra chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ sử dụng hai cái loại gia vị tiếp theo. Đó chính là rau mùi tàu và rau hành tươi của chúng ta đây. Chúng ta sẽ cho vào món ăn nó thơm ngon hơn. Vậy bây giờ tôi sẽ tiến hành, tôi cho các cái phần gia vị tiếp theo. Thì các bạn cho giúp tôi cái phần nước mắm này. Xì dầu này. Sa tế này. Các bạn nên tuân thủ nhé. Chúng ta nên có đầy đủ những cái phần gia vị này thì chúng ta sẽ được một cái nồi vịt om chua rất là ngon. Đây, các bạn cho luôn cái phần dầu điều giúp tôi.
Bây giờ các bạn chuẩn bị cho tôi một cái găng tay bằng ni lông. Chúng ta sẽ tiến hành trộn cái phần vịt và gia vị của chúng ta lại. Vịt và chúng ta trộn vịt với gia vị này, chúng ta sẽ ướp trong vòng 15 phút. Sau đấy thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đưa lên nồi để chúng ta xào qua cái phần vịt này. Sau khi chúng ta xào săn cái phần vịt này lại thì chúng ta sẽ bắt đầu cho nước vào và chúng ta sẽ tiến hành đi om. Sau khoảng 30 cho đến 45 phút om trong nồi áp suất thì chúng ta sẽ được một cái nồi vịt om rất là ngon. Nồi vịt om chua rất là thơm ngon luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy là với những cái phần nguyên liệu và gia vị như này, tôi đã phối trộn lên được một cái phần đây, cái màu sắc của vịt nó đã không còn trắng nữa mà nó chuyển sang màu màu rất là đẹp, lại còn thơm nữa, không có vị tanh gì hết. Ok, vậy bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi để cái phần vịt này của chúng ta sẽ ướp trong vòng 15 phút. Sau đấy thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đưa lên chúng ta xào nhé. Ok, vậy là sau 15 phút chúng ta ướp cái phần gia vị vịt này, chúng ta được cái phần gia vị, cái phần vịt rất là thơm ngon. Giờ tôi sẽ tiến hành tôi xào qua cái phần vịt này, xào săn nó lên. Sau đấy thì chúng ta sẽ cho vào chúng ta om nhé. Rồi, tôi sẽ dùng một cái nồi to như này. Rồi, các bạn sẽ cho phần vịt của chúng ta vào. Giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đảo thật săn cái phần vịt này lên. Đấy, sau khi cái phần vịt này của chúng ta nó đã săn, thịt nó đã bắt đầu săn lên như này, chúng ta sẽ tiến hành chúng ta cho một cái phần nước săn sóc với phần thịt này. Rồi, là đã bắt đầu vừa vặn cái phần vịt của chúng ta. Giờ tôi sẽ tiến hành tôi cho vào trong nồi áp suất để chúng ta sẽ tiến hành chúng ta om trong vòng 45 phút là chúng ta có thể đem ra sử dụng rất là thơm ngon. Ok, bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi cho ra đưa vào nồi áp suất để tôi om nhé. Ok, vậy là sau khoảng 45 phút thì chúng ta đã được một cái nồi om vịt om chua rất là ngon. Giờ thì tôi sẽ tiến hành tôi lấy ra cho các bạn xem nhé. Đây, các bạn nhìn này, phần vịt của chúng ta nó đã dừ hết rồi, rất là thơm. Đấy, giờ tôi sẽ tiến hành tôi cho ra phần bát.
Đấy, mùi vị rất là thơm. Thay vì chúng ta thường ngày chúng ta hay làm cái món là vịt om sấu, thì hôm nay thì tôi phá cách một chút, tôi làm cái phần vịt om chua. Cụ thể là tôi sẽ dùng với các cái phần gia vị như những quả me chua và phần măng chua cay mà tôi vẫn thường dùng cho các cái món lẩu. Đấy, hay là món trộn. Đây, các bạn nhìn này, rất là thơm ngon phần vịt của chúng ta và phần nước. Đấy, nó rất là thơm ngon. Vậy bây giờ chúng ta chỉ cần cho thêm những cái phần lá hành. Đây, tôi sẽ lấy phần lá hành. Đây, tôi sẽ cho thêm. Tôi sẽ cho cái phần hành tươi của chúng ta lên đây. Và cái phần rau mùi tàu rất là thơm. Là chúng ta lấy thêm phần nước nữa. Đấy. Là chúng ta đã được một cái bát vịt om chua rất là ngon. Đấy. Nếu các bạn nào ăn được nhiều cay thì chúng ta sẽ cho thêm ớt quả nữa. Là chúng ta đã được một cái bát vịt om cay, vịt om chua rất là thơm ngon rồi. Ok, vậy là sau mà vài phút thì chúng ta đã cùng nhau vào bếp và thực hiện làm được một cái món phá cách vịt om chua rất là thơm ngon. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video thực hiện làm những món ăn ngon tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.